Xin chào các bạn đã vào lab. Đây là một video debut cho chuyên mục quan trọng nhất được chúng tôi đầu tư nhiều nhất, tâm huyết nhất và cũng là sứ mệnh của Audio Lab. Audio Lab Review. Ngọc xin nhấn mạnh lại tiêu chí của Audio Lab khi mà review thiết bị âm thanh, đó là thông tin chính xác, chuyên sâu và khách quan. Đặc biệt có thể nói là duy nhất hiện nay, ở mỗi bài test chúng tôi sẽ luôn có hai thiết bị tham chiếu và sử dụng ít nhất hai phối ghép. Thế nên các bạn hãy bấm ngay vào nút subscribe và bật chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của Audio Lab nhé. Đây là một thiết bị âm ly đến từ Luxman đã được Audiophile tại Việt Nam chờ dài cổ hơn một năm qua. Và cái sự đặc biệt này nó cũng sẽ đến từ số lượng của mẫu âm ly này, khi mà nó sẽ chỉ có là 300 chiếc trên toàn thế giới. Và Ngọc nhấn mạnh lại, đây là chiếc Luxman L595 ASE đầu tiên tại Việt Nam. Và không để chúng ta phải chờ đợi lâu thì hãy cùng Ngọc review chuyên sâu chi tiết về mẫu âm ly ngay bây giờ nhé. Ở các video review của Audio Lab, thỉnh thoảng thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ nhanh những thông tin quan trọng nhất của thương hiệu. Với Luxman thì các bạn hãy nhớ cho Ngọc 3 điểm sau đây. Thứ nhất, đó là Made in Japan, là một trong những thương hiệu audio lâu đời nhất, khoảng gần 100 năm tuổi. Thành lập năm 1925 và phải 45 năm sau thì Akufei mới xuất hiện. Hiện tại thì Luxman thuộc sở hữu tập đoàn của IAG. Thứ hai, sản phẩm chủ lực của Luxman đó là khuếch đại đèn và bán dẫn. Nhưng đầu đọc và mâm than của Luxman hiện nay cũng đang rất thành công trong những năm gần đây. Một trong những thông tin nữa mà các bạn cũng nên nhớ, vì đó là kiến thức nền tảng và cũng là thứ để chúng ta có thể dùng chém gió vỉa hè, lòe anh em Audiophile. Những thương hiệu âm ly đèn cực kỳ nổi tiếng hiện nay gồm Etai, Neben, 47 Lab và ngay cả Yoshino đều xuất hiện từ những kỹ sư từng làm việc cho Luxman. Thế nên có thể nói Luxman là cái lò cho ra những kỹ sư âm thanh xuất chúng. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại thị trường Việt Nam một chút. Thì hiện nay theo như Ngọc thấy, các thiết bị của Luxman dường như chưa được định vị đúng tầm và cũng như không nhiều người hiểu được giá trị thực và những cái công nghệ nổi bật của những thiết bị đến từ Luxman. Gần đây nhất tại một triển lãm tại Aspona 2022 của Mỹ, Luxman đã tạo ra được những ấn tượng cực kỳ quan trọng khi mà bộ đôi Pre và Power Amp C900U và M10X với giá trị chỉ gần 1 tỷ đồng đã chinh phục được bộ đôi loa Magico M6 có giá lên tới gần 5 tỷ đồng, tạo nên được những màn trình diễn biến hóa và thuần khiết ở mọi thể loại nhạc. Quay trở lại với mẫu âm ly Luxman L595 ASE mà chúng ta đang có ở đây, thì đây là mẫu âm ly, như Ngọc đã nói, nó là phiên bản ra mắt nhằm kỷ niệm 95 năm ngày thành lập của Luxman và cũng là một chiếc âm ly có phiên bản giới hạn chỉ là 300 chiếc trên toàn thế giới mà thôi. Về thiết kế bên ngoài, vẻ đẹp của nó, cấu tạo như thế nào thì mọi người có thể xem lại ngay video hôm trước Ngọc đã làm cho mọi người ở ngay góc trên này. Bấm vào đó là xem lại toàn cảnh unbox mà chúng ta đã từng thực hiện. Còn là Ngọc, khi mà Ngọc đánh giá cái mẫu âm ly Luxman L595 ASE này thì Ngọc sẽ chỉ có một vài những cái đánh giá ngắn gọn như này thôi. Nếu là một audiophile có nghề và có chơi qua những mẫu âm ly Luxman Luckit ngày xưa như là L55A này, L550 hay là L570 thì xem như ngất luôn với cái thiết kế retro gần như là nguyên bản của L595 ASE. Đối với những người theo chủ nghĩa tối giản hiện đại thì âm ly này cũng hoàn toàn phù hợp, bởi nó vẫn là một thiết bị tinh giản về đường nét hình khối cũng như là về màu sắc. Điểm mà mình thích nhất khi mà trải nghiệm L595 ASE này đó là cảm giác khi nhấn vào các cái nút vuông này này, nó sướng vô cùng luôn ạ. Và cái điểm nữa đó chính là bóng LED đặc trưng nằm ở bên trong cái phần núm vặn volume với cái chiết áp, sử dụng là chiết áp Li-Q. Ngọc xin phép nhắc lại một chút về những tính năng chính ở trên cái mẫu âm ly Luxman L595 ASE này để dành cho những ai chưa xem qua cái video unbox có thể nắm được. Thì khi mà chúng ta nhìn vào mặt trước của mẫu âm ly này thôi, chúng ta đã có thể nắm được tất cả mọi thứ rồi. Như là chúng ta sẽ có 4 đường line vào này, hỗ trợ phono MM và MC này. Chúng ta có 2 cổng ngõ vào ba lăng này và chúng ta sẽ có thể kết nối tới 2 cặp loa speaker A hoặc speaker B. Ở đây thì chúng ta sẽ có 2 núm để có thể chỉnh bass treble. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ có một số những cái nút nữa, ví dụ như line straight khi mà kích hoạt ở đây thì cái núm chỉnh âm sắc bass treble này sẽ không có tác dụng. Dù cho mọi người có chỉnh lên hay chỉnh xuống thì nó cũng không có tác dụng, chỉ trừ khi chúng ta tắt đi thì nó mới có tác dụng trở lại. Loudness khi mà kích hoạt lên đó, thì nó sẽ giúp cho cái mẫu power amp này có thể tăng được cái hiệu quả âm trầm khi mà chúng ta nghe ở cái âm lượng nhỏ. Cuối cùng đó là separate, thì khi mà chúng ta mở nó lên thì cái mẫu âm ly Luxman L595A này sẽ được tách ra làm đôi, tức là nó sẽ không còn là một mẫu âm ly tích hợp nữa, mà phần pre và phần power nó sẽ được
tách ra. Khi đó chúng ta có thể sử dụng đây giống như là một mẫu power arm hoặc là một mẫu pre-arm. Và như vậy Ngọc đã trải nghiệm xong phối ghép ở đây, và bây giờ Ngọc đã có thể chia sẻ cho mọi người những thứ mà Ngọc đã nghe được ở trên đây. Tại vì sao Ngọc chỉ để 10 giây nhạc ở trong video này? Bởi vì những vấn đề liên quan đến bản quyền thì mọi người biết rồi, YouTube nó sẽ đập video bất cứ lúc nào. Ngọc sẽ gắn link ở đây nếu như mọi người muốn nghe nhiều hơn, dài hơn. Và tất nhiên thì link này nó sẽ có đầy đủ hai bài nhạc với hai setup loa khác nhau. Một, thứ nhất là Ngọc đã sử dụng phối ghép với nguồn phát là đầu CD CD35 của Prime Air Kim Streamer. Bên cạnh đó thì âm ly chắc chắn là Lastman L595 ASE, và chúng ta có phối ghép với loa Kaiser Fury Oso Mini và một cặp Dean Audio Confident 20. Như vậy đấy, mọi người đã thấy setup ở đây, nhưng khi mà chúng ta muốn nghe chuẩn nhất thì phải bê nó ra ngoài. Khi mà Ngọc phối ghép với loa Dean Audio Confident 20 thì Ngọc đã cảm thấy là hài lòng rồi, bởi vì là cái sân khấu của nó mang lại rất là rộng, nền bass xuống rất là đã, nỗ lực kinh khủng luôn, và chúng ta có được một cái chi tiết âm thanh rất là tốt. Nhưng khi mà Ngọc chuyển sang phối ghép với cái cặp Kaiser Fury Oso Mini này thì tất cả những trải nghiệm đó lại được đẩy lên một cái tầm cao mới, khi mà nó mang lại cho Ngọc một cái độ mở sân khấu nó rộng hơn, sâu hơn, và các lớp âm thanh nó được tái hiện một cách rõ rệt hơn. Thế nhưng mà có một cái điểm, đó là khi mà Ngọc chuyển sang phối ghép với cặp Kaiser Fury Oso Mini này á, thì cái giải bass mang lại nó lại bị đuối hơn đôi chút so với cái cặp mà đó chính là Dean Audio Confident 20. Còn về cái trải nghiệm về giọng ca sĩ thì nó mang lại rất là ngọt, nó mang đậm chất của những chiếc âm ly Class A, nhưng mà nó lại không bị kéo dài lê thê ở phía đằng sau, nên nó mang lại một cái trải nghiệm rất là đã. Thì trước đó Ngọc đã từng phối ghép cái cặp Dean Audio Confident 20 với âm ly đó là T+A PA 3001HV. Thì tất nhiên về cái khả năng kiểm soát loa của cái mẫu PA 3001HV nó mang lại là tốt hơn hẳn, rõ rệt so với cái mẫu Lastman L595ASE này. Thế nhưng mà về cái độ sâu của sân khấu thì họ lại cảm thấy rằng cái mẫu Lastman này nó làm gần như tiệm cận, đôi khi có một vài giải âm nó lại còn làm tốt hơn so với mẫu PA 3001HV. Thì rõ ràng chúng ta có thể thấy với cái tầm tiền của cái mẫu âm ly Lastman L595ASE này, nó mang lại những cái trải nghiệm có thể làm hài lòng bất kỳ audiophile nào đang mong chờ nó. Và với cái khả năng kiểm soát hai cái đôi loa bookshelf được đánh giá là khó tính ở trong cái thế giới của những mẫu loa bookshelf hiện nay. Đặc biệt hơn nữa, đó là với cái mẫu âm ly này thì chúng ta lại còn có thêm những cái giá trị về mặt tinh thần, về cái mặt sưu tầm, khi mà nó sẽ chỉ có số lượng là 300 bản trên toàn thế giới. Và đối với những ai thích một mẫu âm ly có cái thiết kế hoài cổ, và trên đó là video chúng ta đã cùng nhau review chuyên sâu, review chi tiết về mẫu Lastman L595ASE, một mẫu âm ly phiên bản giới hạn đặc biệt và chỉ 300 bản trên toàn thế giới. Và tất nhiên xem tới đây rồi thì mọi người đừng quên để lại một like, một subscribe để đón chờ những video tiếp theo mà Audio Lab sẽ mang lại những cái thông tin, những bài review cực kỳ chi tiết và chính xác về những thiết bị audio. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.